Giờ đây sẽ bắt đầu cho cuộc rước. Đi đầu sẽ là thánh giá nến cao, tiếp theo sẽ là các em thiếu nhi ấu ba, quý trợ tá, quý giáo lý viên, quý thầy sơ, trống khẩu, thánh giá nến cao và cha, quý cha chủ tế. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và các em thiếu nhi thân mến, cộng đoàn chúng ta hiện diện nơi đây bên nguyện đường thánh thiêng và ấm cúng này để cùng hiệp với toàn thể giáo hội long trọng mừng Chúa Nhật lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, tôn vinh bí tích tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, Người đã dùng chính mình máu Thánh Ngài để nuôi sống linh hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nếu chúng ta kết hiệp với Ngài, sẽ như cành nho liền với thân nho. Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu và sữa, không phải trả đồng nào. Hiệp nhau nơi đây, cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện cho 229 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích hòa giải và rước lễ lần đầu với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em khi đã được rước mình và máu Thánh Chúa thì cũng được lớn lên trong ân nghĩa Chúa mỗi ngày. Xin cho tâm hồn thơ bé của các em luôn đơn sơ, trong sáng và luôn khao khát yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng rước lễ để chính thịt và máu Thánh Ngài trở thành sức sống, niềm vui, bình an trong tâm hồn các em luôn mãi. Cùng hiệp thông trong thánh lễ mình máu Thánh Chúa, sứ đoàn thiếu nhi Thánh Tâm hướng về ngày bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu với lời nguyện ước mỗi huynh trưởng giáo lý viên và đoàn thiếu nhi có được trái tim như Chúa, luôn thấm đượm tình yêu bao dung và vị tha, một trái tim chạnh lòng với tất cả mọi người trong cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Với tất cả những ý nguyện trên, kính mời cộng đoàn và các em thiếu nhi cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ. Ngày ở xa quê nhà, từ một phương ta về đây.
Cộng đoàn hân hoan mừng lễ mình máu Chúa Kitô hôm nay. Cộng đoàn chúng ta vui mừng có cha Giuse Minh, cha bề trên của hội dòng linh mục Thánh Tâm, cha bề trên của cha Phó Hưng, rồi có cha Giuse Văn và có các cha, các thầy, các sơ, cũng như có các ông bà nội ngoại thân bằng quyến thuộc của các cháu ở vùng ngoại biên rước lễ hôm nay để mừng lễ Thánh Tâm Chúa, mừng bổn mạng đoàn Thánh Tâm, mừng các cháu được rước lễ xưng tội lần đầu. Vậy cộng đoàn chúng con xin vỗ một tràng vỗ tay để chào đón, để tạ ơn Chúa. Chúng con xin quý cha dâng lễ cho cộng đoàn chúng con.
Hôm nay chúng con cùng toàn thể giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ mình máu Chúa. Có 230 em rước lễ lần đầu và cũng là bổn mạng đoàn thiếu nhi thánh thể đoàn Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng chính trong thánh lễ hôm nay, chúng con cũng dâng lời để tạ ơn Chúa, cảm ơn hội dòng, quý hội dòng đã thương cử các cha, các thầy, các sơ, các anh, các chị đến để giúp cho cộng đoàn truyền giáo Vĩnh Lộc chúng con ở vùng ngoại biên này. Nhờ thế, con em chúng con được đón nhận các bí tích, được học giáo lý, được lớn lên trong ơn của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa, xin cầu nguyện cho quý hội dòng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cũng như cho tất cả. Con xin cha bề trên chủ tế dâng lễ cầu nguyện cho chúng con. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa cha Giuse, quản nhiệm giáo họ Vĩnh Lộc B. Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý em bà và anh chị em cùng toàn thể thiếu nhi, đặc biệt là 230 em chuẩn bị rước lễ lần đầu. Đây là lần thứ hai con được cha mời về đây để hiệp dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn. Và lần này không ngờ được dâng thánh lễ thiếu nhi rất là đông, rất là bất ngờ. Mặc dù trước đó đã nghe biết rằng lễ thiếu nhi của giáo họ Vĩnh Lộc B rất là đông người tham dự thánh lễ. Con cũng mới đi công tác ở bên Nhật về để thăm cộng đoàn của nhà dòng ở bên đó, đi tham dự các thánh lễ tại các giáo xứ, dâng lễ ở đó, nhìn xuống dưới không thấy một bóng thiếu nhi. Đi vô nhà thờ dâng thánh lễ, tham dự thánh lễ mà không thấy có một em thiếu nhi nào thì cha cảm thấy rất là buồn, buồn lắm, cảm thấy nó thiếu một cái gì đấy. Nhưng mà khi về đây thấy sự hiện diện của các em thiếu nhi, các con rất đông thì cho thấy được sức sống của Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi giáo họ này và đã thúc đẩy biến đổi chúng con. Để rồi đặc biệt 230 em đây chuẩn bị rước Chúa vào lòng, đón nhận lấy mình máu Thánh Chúa, để rồi mà trong người, trong con người của mỗi người chúng con đang có dòng máu, cùng một dòng máu với Chúa Giêsu, cùng một thân thể với Chúa Giêsu. Đôi bàn tay của chúng con trở thành đôi bàn tay của Chúa Giêsu để rồi ra đi làm những công việc bác ái. Miệng cũng chúng con trở thành miệng của Chúa Giêsu để rồi chúng con nói những lời tốt đẹp, yêu thương, bác ái, tha thứ cho nhiều người. Chính vì vậy, một lần nữa trong thánh lễ hôm nay chúng ta cùng đặc biệt cầu nguyện cho các em thiếu nhi rất dễ thương ở đây, 230 em sốt sắng tham dự thánh lễ, rước lễ mình máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời, và cũng là để rồi nuôi dưỡng suốt cuộc đời của chúng con. Và mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô thì xin cho mỗi người chúng ta cũng hay nhớ lại cái ngày mà chúng ta rước lễ lần đầu là ngày nào. Không biết là ở đây chúng ta có nhớ không, có nhiều người không nhớ ngày chúng ta rước lễ lần đầu, nhưng đó lại là một trong những ngày có lẽ quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Bởi vì cái ngày hôm đó là ngày chúng ta và mang lấy dòng máu của Chúa Kitô, mang lấy thân thể của Ngài, thì xin cho chúng ta biết ý thức và gìn giữ dòng máu đó và thân thể đó trong con người chúng ta, để rồi chúng ta có thể sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho sứ đoàn Thánh Tâm bổn mạng ngày hôm nay, và cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho những người xin ơn, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Thánh Cả Giuse, cầu cho quý ân nhân, quý thân nhân, những người còn sống cũng như đã qua đời. Và như cha quản nhiệm cũng nói, cha hưng của dòng chúng con đây, dòng Thừa Sai Thánh Tâm, ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc năm mục vụ tại giáo họ. Và con cũng xin dâng thánh lễ này tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha Giuse, quý tu sĩ và cộng đoàn ở đây đã thương đón nhận cho anh em của chúng con tới đây để được cảm nhận được cái
công việc truyền giáo một cái nơi để rồi được sống trọn vẹn, trở thành con tim của Chúa cho nhiều người. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha Hưng sẽ có sứ vụ mới, gặp sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng xin cho cha được luôn ơn bền đỗ mỗi lúc gặp khó khăn, nhớ lại những kinh nghiệm ở giáo họ Vĩnh Lộc B, những kỷ niệm đẹp để rồi tiếp tục thi hành sứ vụ mà Chúa đã trao cho cha. Cùng với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thinh lặng vài giây phút. Chúng ta nhớ lại những giây phút mà chúng ta đã xúc phạm tới mình máu Thánh Chúa cách này hay cách khác. Mỗi khi chúng ta rước lễ nhưng thiếu sự chuẩn bị cho xứng đáng. Mỗi khi chúng ta coi thường sự hiện diện của mình máu Thánh Chúa trong con người mỗi người chúng ta, thì với lòng tin tưởng vào sự tha thứ của Thiên Chúa, giờ đây chúng ta cùng chạy tới với Ngài, dâng lên Ngài lòng ăn năn sám hối và xin Ngài thương tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới đến cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung cùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con biết tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc một trích từ sách Xuất Hành cho ta biết, dân Israel đã lãnh nhận lề luật của Thiên Chúa qua ông Môsê như thế nào, và họ đã cam kết sống giao ước do Thiên Chúa đề nghị ra sao. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, khi từ núi Sinai xuống, ông Môsê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Đó là lời Chúa. Con nay xin nâng chén, xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và con xin kêu cầu dân thân của Ngài. Con lãnh chi đam đền, dâng lên tòa cao kêu khấn, để đền đám hồng ân Chúa đã ban phần cho con. Con xin nâng chén cứu độ và kêu xin dân thân Ngài. Con nay xin nâng chén, xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và con xin kêu cầu danh thánh của Ngài. Thiên Chúa tôn dương nhiều, cái trên của ai chúng hiếu, phần tỳ nữ Ngài yêu, nỗi dối con còn phong nhiêu. Con thân mang xích gông cùm, Ngài thương ra tay tháo dùm. Con nay xin nâng chén, xin nâng chén mừng. Con sẽ dâng lên Ngài lễ tế tạ ơn kính bái, và nguyện sẽ chẳng sai khấn thánh danh Ngài hôm mai. Con xin tuân giữ trọn lời ở nơi công khai trước Ngài. Con nay xin nâng chén, xin nâng
Giê-xu chấp nhận bị bắt bớ và chịu đóng đinh trên thập giá là để mở cho chúng ta một con đường sống. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây. Bài trích thư gửi tín hữu Hiếp-ri. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai để vào cung thánh. Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái đem rẫy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.
người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Cha chào tất cả con thiếu nhi. Chúng ta cho nhau chàng pháo tay. Hôm nay lễ đặc biệt đó. Như đầu lễ cha quản nhiệm cũng như cha chủ tế giới thiệu, hôm nay là lễ cho ai? Trước tiên là cho 230 các con ở đây lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa đầu tiên trong cuộc đời. Và nói đến đây cha cũng nhớ, còn nhớ kỹ lắm. Ngày đầu cha lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, cha cũng run, cũng hồi hộp, cũng để ý cái người lên đọc sách đó. Rất là nhớ những ngày đó. Cho nên hôm nay chúng ta cùng mừng cho các con ha, lần đầu tiên đón nhận mình máu Thánh Chúa. Hôm nay chúng ta cũng mừng lễ cho sứ đoàn Thánh Tâm, chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường làm đường hướng cho bốn mạng, cho sứ đoàn của mình. Trong đó có các anh chị trợ tá nữa cũng nằm trong đó. Rồi hôm nay chúng ta cũng mừng lễ cho ai? Cho tất cả chúng ta ở đây. Bởi vì mỗi người chúng ta đều hằng ngày lên rước mình Thánh Chúa. Như vậy hôm nay là lễ cho ai? Lễ cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng cho nhau chàng pháo tay ha. Đó, hôm nay lễ không cho tất cả mọi người chúng ta. Và trong thời gian vừa qua thì cha thấy là lớp chuẩn bị xưng tổ đức lễ lần đầu chuẩn bị rất là kỹ đó. Vậy đầu tiên cha muốn hỏi các con là Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể khi nào? Rồi xin mời con. Nào cũng được. Có thấy đọc và giáo lý rất là kỹ rồi đó. Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể vào chiều ngày phục sinh. Vào đâu? Chúng ta cho bạn chàng pháo tay ha, nhưng mà chưa chính xác lắm. Rồi có bạn nào khác không? Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể khi nào? Bài đọc chúng ta vừa mới nghe xong đó. Có bạn nào biết nữa không? Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể vào trong bữa tiệc, tiệc ly mà trong tuần thánh chúng ta vừa cử hành thời gian vừa qua đó. Đó, nói như thế để cha muốn chia sẻ với các con, bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Các con nhớ chuẩn bị rước mình máu thánh nữa. Bí tích của tình yêu, bởi vì Chúa Giêsu lập bí tích này trong bữa tiệc ly là hành động mà Thánh Gioan trong một bài tin mừng khác nói là trong bối cảnh của tình yêu đến cùng, Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc khổ giá và Ngài yêu chúng ta yêu hết. Bây giờ Chúa Giêsu nó mới nghĩ rằng không biết giờ mình yêu còn thế nào được nữa không, thì Ngài lập bí tích thánh thể để trao ban thịt và máu cho chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và trao ban tất cả cho chúng ta. Nói đến đây thì cha nhớ tới hình ảnh mà người ta truyền thống hay dùng để nói về bí tích thánh thể, đó là hình ảnh con chim bồ nông. Con chim bồ nông này thường làm tổ ở trong khu vực có những vũng nước mặn cách xa bờ biển khoảng mấy chục km đó. Và mỗi ngày con chim bồ nông này bay ra biển mấy chục km để rồi kiếm thức ăn về cho đoàn con. Nhưng có những ngày sóng gió, con chim bồ nông này không kiếm được đâu độ thức ăn cho con, và con cái ở nhà đói. Thì con chim bồ nông này đã mổ vào ngực của mình để máu chảy ra và cho con của mình, máu của mình, để con mình sống. Đó là một hình ảnh mà người ta hay dùng để nói về chính Chúa Giêsu, bí tích tình yêu của Ngài. Ngài trao ban cho các con và tất cả chúng ta ở đây, tất cả
trao ban mình và máu Ngài, có nghĩa là Ngài trao ban tất cả cho chúng ta. Và không còn sáng kiến tình yêu nào cao hơn như vậy nữa. Ngài đã nghĩ ra hết cách rồi. Chúa Giê-xu bảo bây giờ, Chúa Giê-xu nghĩ bây giờ ông biết yêu nhân loại thế nào đây? Và yêu hết tâm hồn của Ngài, đến nỗi trao ban cho chúng ta bí tích mình và máu Thánh Chúa. Cho nên các con sắp lãnh nhận Ngài, đón nhận Ngài là một con người sống động, là một người yêu thương các con. Các con nhớ điều này ha. Rồi, giờ cha hỏi thử câu thứ hai rồi. Khi mà mình lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa, mình máu Thánh Chúa đó, thì chúng ta được lãnh những ơn gì? Các bạn nào biết không? Được lãnh ơn gì? Khi mình nên rước mình máu Thánh Chúa đó, thì mình được lãnh những ơn gì? Các bạn nào biết không? Khi mà mình lên rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được lãnh bốn ơn sau đây. Thứ nhất là kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu. Đó, và chúng ta trở thành chi thể của Ngài. Chúa Giê-xu sống trong ta và ta ở trong Chúa. Đó, kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu. Ơn thứ hai đó là tha các tội nhẹ. Nên chúng ta có tội nhẹ, chúng ta vẫn được lên rước Chúa. Thằng các con nhé, nếu mình có tội nhẹ, mình xét mình có tội nhẹ, thì mình vẫn được lên rước Chúa. Và thứ ba, giúp chúng ta lớn lên trong ân sủng của Chúa. Các con cứ ngày một, mỗi ngày rước Chúa, các con càng ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa, được lớn lên trong ân sủng với Ngài. Và thứ tư đó là đảm bảo ơn cứu độ. Chúa Giê-xu nói với mỗi người chúng ta, ai ăn thịt và uống máu Thầy thì được sống đời đời. Được sống đời đời. Bí tích của tình yêu, bí tích của sự đảm bảo cho chúng ta ơn cứu độ. Nãy giờ hai câu chưa thấy trả lời câu nào. Câu thứ ba này chắc chắn là dễ nhất này. Điều kiện để mà mình có thể rước lễ là gì? Mời con này. Có bạn nào khác không? Bên này đây là con bên này. Và điều kiện để chúng ta có thể lên rước Chúa là điều kiện gì? Dạ thưa cha, là hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo. Hai là ý thức mình không có tội trọng. Ba là giữ chay theo quy định của Hội Thánh. Bốn là có thái độ tôn kính Đức Kitô. Rồi ta cho con chẳng khó tay. Đúng rồi đó. Đúng rồi đấy. Giữ chay, có ý ngay lành, không mắc tội trọng. Đó là những điều kiện để chúng ta có thể lên rước Chúa, ngự vào lòng chúng ta. Ngoài việc chúng ta rước Chúa bằng mình Thánh trực tiếp, chúng ta còn có cách nào rước Chúa nữa không? Có cái cách thứ hai mà mình không nên rước Chúa được trực tiếp thì mình rước Chúa bằng cách nào? Bạn nào biết không? Là chúng ta rước bằng cách nào? Thiếu nhi bên này có biết không? Các bạn hôm nay các con ngại chứ cha thấy thứ năm là thiếu nhi câu hỏi nào không trả lời được hết trơn. Hôm nay chắc là ngại trong lễ trọng ngày hôm nay ha. Ngoài việc chúng ta trực tiếp lên nhận mình Thánh Chúa, chúng ta còn rước Chúa bằng cách thiêng liêng đã ước ao được đón Chúa. Nội chúng ta ước ao đón Chúa là Chúa đã đến và ngự trong chúng ta rồi. Đó. Và Chúa ở với chúng ta đó. Cho nên là chúng ta, nếu hôm nào chúng ta chưa sẵn sàng lên rước Chúa, mình có thể rước Chúa bằng cách thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nha các con nhé. Và hôm nay khi mà chúng ta đón nhận mình máu Thánh Chúa, cha muốn nói một điều quan trọng trong bí tích này. Đó là sự hợp nhất. Hợp nhất với nhau. Chúa Giê-xu trong giáo hội Ngài được gọi là đầu, và chúng ta là chi thể với nhau. Đó. Như vậy khi chúng ta lên rước mình Thánh Chúa đó, là chúng ta hợp nhất với Chúa Kitô và đồng thời hợp nhất với nhau. Đó. Hợp nhất với Chúa Giê-xu rồi chúng ta hợp nhất với nhau, bởi vì chúng ta cũng đều là chi thể của Chúa. Đó. Như vậy chúng ta không thể nào nói rằng tôi yêu mến Chúa, lên rước Chúa rồi và chúng ta trở về sao? Ghét anh chị em mình. Có những tội nào mà mình ghét anh chị em mình? Các con nào biết không? Có không? Mình hay làm gì mà mình ghét anh chị em mình đấy? Các bạn nào biết không? Giơ tay cho coi. Ừ. Mời con tít ở dây đấy ha. Mình làm thường có những cái tội nào? Dạ thưa cha, là giành đồ nhau, cãi nhau. Rồi chúng ta cho con chàng phó tay ăn. Đúng rồi đó.
cãi nhau này rồi cha hay thấy là mét chạy đến cha mét, thưa cha bạn này đánh con, bạn kia đánh con đấy. Chúng ta rước mình Thánh Chúa, chúng ta trở nên một. Vì vậy chúng ta hãy cũng yêu thương nhau, phải yêu thương nhau. Và đó cũng là thước đo cho sự hợp nhất, thước đo cho cộng đoàn, cho gia đình. Một gia đình không thể nào lên rước lễ sốt sắng lắm, nhưng về nhà thì cãi nhau, mất hòa khí với nhau. Cũng vậy một cộng đoàn ở đây không thể nào lên rước Chúa thật là sốt sắng, nhưng rồi lại ghen ghét, giận hờn với nhau. Như vậy có đúng không các con? À, không có đúng, đi ngược lại với lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và đó cũng là một câu hỏi cha định hỏi các con. Khi Chúa Giêsu nói anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, Chúa Giêsu muốn nói điều gì? Các bạn nào biết không? Anh em hãy làm điều này mà nhớ đến thầy. À, có phải hôm nay các con ngại ha? Chúa Giêsu muốn nói không chỉ là chúng ta cử hành hoặc là tái diễn lại bí tích này trên bàn thờ mỗi ngày, nhưng Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta sống yêu thương, trao ban, sống bác ái với nhau, đến nỗi hy sinh chính mình vì người khác. Đó, nên cha nói là bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất. Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mỗi ngày không chỉ là việc Ngài mời gọi chúng ta mỗi ngày lên rước lễ, mỗi ngày dâng lễ, không chỉ là như vậy, mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cách sống. Đó, quan trọng là cái cách sống đó. Mời gọi chúng ta yêu thương mọi người, và nhất là trao ban cho người khác. Đó, trao ban yêu thương như chính Ngài đã trao ban tất cả cho chúng ta. Đó mới là quan trọng trong cái việc chúng ta rước Chúa vào mình. Để rồi mỗi ngày chúng ta rước Chúa, chúng ta không giống như ngày hôm qua. Đó. Hôm nay các con lên rước Chúa, ngày mai các con khác rồi. Bởi vì mình rước Chúa, mình được Chúa biến đổi. Ngày hôm nay mình như thế này, ngày mai mình sống tốt hơn. Quan trọng lắm. Ngày hôm nay mình có những cái lười biếng, mình có những cái ham mê này, mình rước Chúa rồi mình thay đổi, để ngày hôm sau mình lên rước Chúa, mình làm một người mới, một người tốt hơn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống là điều rất quan trọng trong đó. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhớ đến các anh chị em trong giáo lý viên huynh trưởng, gọi là chung là sứ đoàn thánh tâm, mừng bổn mạng thánh tâm Chúa Giêsu đó. Dòng cha cũng dòng thánh tâm đó. Và cái cách tôn sùng thánh tâm tốt nhất cũng liên hệ đến việc tôn sùng thánh thể. Đó. Nên mà việc tôn sùng thánh tâm hiệu quả nhất đó là việc thờ phượng Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, từ đó cảm nghiệm ra tình yêu của Ngài. Đêm nay chúng ta mừng lễ cho tất cả mọi người chúng ta nên rước Chúa, chúng ta cảm nghiệm được Chúa Giêsu. Các con hôm nay chuẩn bị rước Chúa đó, cần cảm nghiệm mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ. Khi cha chủ tế nói đây là mình thầy, các con hãy cảm nghiệm được rằng chính Chúa Giêsu trong tình yêu hết sức của mình đang nói với chính mỗi người chúng con: thầy đây, thầy hy sinh vì anh em, thầy hy sinh tính mạng, thịt và máu thầy để nuôi dưỡng chúng ta. Đó, khi các con tham dự thánh lễ như vậy, các con sẽ không thấy nhàm chán khi mình lên rước lễ, bởi vì mình lắng nghe lời Chúa Giêsu như nói vào tai mỗi người: thầy đây, thầy cho con thịt của thầy, Chúa cho con máu của thầy để con được nuôi sống tâm hồn con. Đấy, con cầu nguyện với Chúa Giêsu mỗi lần tham dự thánh lễ như thế. Và cuối cùng cha muốn chia sẻ với các con gương của thánh Caro Acutis. Các con có biết thánh này không? Các bạn nào biết thánh Caro Acutis không? Giơ tay cho coi. Không biết à? Có một số bạn cũng biết ha. Thánh Caro Acutis qua đời khi mới có 15 tuổi thôi, người Ý đó. Và 15 năm sau được phong lên làm chân phước, rất là nhanh như vậy. Và vừa rồi Đức Giáo Hoàng mới chuẩn phép lạ thứ hai của Thánh Acutis. Và đồng nghĩa với việc chấp nhận phép lạ thứ hai của Thánh Acutis thì dọn đường cho việc chuẩn bị phong thánh. Đó. Và trong cuộc đời của Thánh Caro Acutis mới 15 tuổi này, nổi lên việc đó là tôn sùng Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.
Và Thánh Acutis nói với chúng ta: tôi xác tín rằng mỗi lần càng ngày tôi, nếu tôi càng rước Chúa nhiều, tôi sẽ càng trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên các con chuẩn bị rước Chúa vào lòng, cũng như tất cả mọi người chúng ta cũng có cần có cái niềm xác tín đó. Mỗi lần lên rước Chúa, chúng ta xác tín rằng chúng ta càng rước Chúa vào lòng, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu. Cái đó là điều quan trọng nhất. Không phải rước Chúa xong này càng ngày càng khác xa Chúa, càng ngày càng mất đi sức sống. Bữa cha quản nhiệm có nói với cha là hy vọng là sau khi mà các con được lãnh nhận bí tích mình và máu Thánh Chúa, các con tiếp tục đi nhà thờ như trong thời gian vừa qua. Thì các con có làm được không? Các bạn nào tiếp tục đi nhà thờ được không? Khó không thấy trả lời, mà cố gắng hết sức ha. Để rồi chúng ta càng rước Chúa vào lòng, mình càng trở nên giống Chúa Giêsu. Đó cũng là tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đều có cái mục đích đó, để Chúa Giêsu biến đổi mỗi người chúng ta. Các con nhớ học theo gương của Thánh Caro Acutis, để rồi các con ngày càng trở nên giống Chúa. Hôm nay cha thấy các con giống thiên thần rồi, sốt sắng thánh thiện. Cha hy vọng rằng các con cùng với Chúa Giêsu ngày càng trở nên giống thiên thần hơn, giống con cái của Chúa hơn. Và chắc chắn điều này làm cho Chúa thật vui lòng. Amen. Xin mời mọi người đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Con một Thiên Chúa, xin bời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mang tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng tờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, bí tích thánh thể là sáng kiến tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong tâm tình yêu mến và cảm tạ, cùng với các em được rước lễ lần đầu hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, luôn xuất sáng cử hành mầu nhiệm thánh thể, để qua các ngày, các tín hữu
được nuôi dưỡng trong nguồn ơn thánh dồi dào. Xin Chúa nhận lời chúng con. Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta. Xin cho các em rước lễ lần đầu hôm nay luôn biết ý thức giữ tâm hồn trong sạch và lòng yêu mến Chúa nồng nàn, để xứng đáng lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa nơi bí tích thánh thể mỗi ngày và trong suốt cuộc đời của các em. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ và những người hướng dẫn các em đến bàn tiệc thánh hôm nay cũng được tràn đầy lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, luôn thể hiện lòng yêu mến Chúa qua chính cung cách sống của mình, để mãi là gương sáng cho các em noi theo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh, xin Chúa cho cộng đoàn giáo họ chúng ta, những người đang hiện diện trong ngôi thánh đường thân thương này, và cho đoàn thiếu nhi thánh tâm mỗi khi đến với Chúa và lãnh nhận bí tích thánh thể luôn biết sống đoàn kết, yêu thương, hiệp nhất với nhau, để qua cuộc sống của chúng ta mọi người nhận ra rằng chúng ta là con cùng một cha trên trời và là anh chị em với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa là nguồn sống và là ơn cứu độ của chúng con. Xin thương nhận những tâm tình chúng con dâng lên, giúp chúng con sốt sáng lãnh nhận và tích cực sống mầu nhiệm thánh thể trong đời sống của mình. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Lạy Chúa, trong tâm tình hân hoan và biết ơn của ngày Hồng Phúc, ngày chúng con được lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng con xin dâng lên Chúa những lễ vật đơn sơ này, bánh miến và rượu nho, là kết quả do bao lao công khổ nhọc của cha mẹ và những người liên hệ trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ để chúng con có được ngày hồng phúc hôm nay. Xin Chúa dâng lên Chúa hoa thơm nến sáng, biểu hiện cho những hy sinh bé nhỏ của chúng con trong những ngày lãnh nhận bí tích và ước nguyện sống đơn sơ trong sạch nên giống Chúa của từng người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa, nguyện xin Chúa chấp nhận những lễ vật hèn mọn của chúng con dâng lên, để trong đời sống thường ngày chúng con sống đời mến Chúa, thà chết chứ không phạm tội. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bao năm qua được cha mẹ dưỡng dục, cuộc đời con
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép làm thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
Chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cô đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse giao phần chúng con, Đức Cha Phụ ta Giuse, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến tất cả các tôi chứa, các tôi tớ Chúa là anh chị em trong giáo họ của chúng con, những người thân trong gia đình, các anh chị giáo lý viên, quý tu sĩ, linh mục đã phục vụ giáo họ chúng con đã qua đời. Xin Chúa ban cho các tín hữu đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong liềm hy vọng sống lời, và mọi người đang biên các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy đường bảo hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con.
đầy trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phục cha được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ở trong bí tích thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thần, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ương ao rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tâm lòng con để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin xưng con dọn mình xưng đang đón rước Chúa Giêsu. Amen. Lần đầu tiên, Chúa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ở trong lòng con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ở trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến cho mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và trên đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa, sống vui vẻ và yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy để đem lại tình Chúa yêu con. Con không sợ hy sinh, có Chúa con đủ sức tránh xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Giờ đây chúng con xin quý cha an tòa, quý cộng đoàn ngồi, ông chánh đại diện cộng đoàn có đôi lời cảm ơn. Trọng kính cha bề trên Giuse dòng thừa sai thánh tâm. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể lễ mình máu thánh Chúa Kitô, cũng là ngày bổn mạng của đoàn thiếu nhi thánh tâm giáo họ Vĩnh Lộc chúng con. Đặc biệt hơn, trong ngày hôm nay giáo họ chúng con có niềm vui lớn vì 230 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích hòa giải và rước lễ lần đầu, một ngày ghi dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời làm con Chúa. Chúng con có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự quan tâm lo lắng dạy dỗ của quý cha, quý thầy, quý sơ, các anh chị giáo lý viên, hội trợ tá, quý cộng đoàn. Trong tâm tình biết ơn và cảm tạ vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho con em chúng con trong suốt những năm tháng qua, chúng con xin chân thành tri ân và cảm ơn quý cha với tấm lòng của người mục tử. Quý cha đã lo cho các em, mặc dù quý cha rất bận với công việc mục vụ, cha vẫn ưu tiên dành thời gian quan tâm cách đặc biệt để
đến việc học giáo lý, đến đời sống thiêng liêng, đạo đức của các em thiếu nhi. Cách riêng là các em xưng tội rước lễ lần đầu. Kính thưa quý cha, quý cộng đoàn, khi chúng con nghe tin cha Phó Francisco nhận nhiệm sở mới, con xin đại diện cộng đoàn giáo họ xin có đôi lời tâm tình với cha Phó Francisco. Kính thưa cha, tinh thần mục vụ đã hiện rõ ngay từ lúc cha về với giáo họ chúng con. Cha đã hòa quyện sinh hoạt với giáo họ, đặc biệt cha đã đồng hành với cha quản nhiệm, chăm lo đời sống ơn gọi cho các em. Đây là chồi non tương lai của giáo họ chúng con. Với thời gian chưa đầy một năm trong sứ vụ cha phó, bằng sự hăng say nhiệt thành của linh mục trẻ, cha đã luôn dạy dỗ cho chúng con sống đúng tinh thần phúc âm, đơn sơ khiêm nhường và đạo đức. Đối với các đoàn thể, cha đã đồng hành đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết để hướng dẫn các đoàn thể ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin, đặc biệt là thiếu nhi của giáo họ Vĩnh Lộc. Cha luôn yêu thương giúp các em có ý thức hơn khi tham dự thánh lễ, học hỏi giáo lý. Cha đã hài hòa trong mọi công việc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi cộng đoàn giáo họ Vĩnh Lộc chúng con. Kính thưa cha, thời gian mục vụ của cha nơi giáo họ tuy vất vả, nhưng với thành quả thu được, chúng con tin rằng chính nơi đây cha đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và hữu ích, làm hành trang cho những bước đường mục vụ kế tiếp của cha. Mặc dù tình yêu phục vụ không đòi hỏi sự đền đáp, nhưng chúng con không thể không nói nên tâm tình cảm tạ tri ân đối với cha. Hiệp dâng trong thánh lễ tạ ơn, cộng đoàn giáo họ chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu thánh cả Giuse, mẹ Maria, thánh Francisco bổn mạng luôn gìn giữ nâng đỡ cha trong suốt cuộc đời linh mục. Một lần nữa, con đại diện cộng đoàn giáo họ Vĩnh Lộc, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn đã hy sinh công sức suốt trong thời gian qua. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn tràn đầy hồng ân của Chúa, luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an để tiếp tục góp phần công việc xây dựng tương lai cho giáo hội. Để bày tỏ lòng tri ân và cảm mến, cộng đoàn giáo họ chúng con xin gửi đến quý cha bó hoa tươi thắm, xin quý cha vui lòng đón nhận. Cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay có lẽ cũng là thánh lễ cuối cùng con hiện diện nơi đây trong thời gian vừa qua. Trước tiên, trong giờ phút này, con đặc biệt xin tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho con trong những tháng qua ở đây. Trước hết là con cảm ơn xin cha quản nhiệm. Thực sự cha luôn luôn yêu thương, đón nhận rồi đồng hành giúp đỡ cho con. Thì trong mắt con thì cha quản nhiệm cũng giống như người cha rồi người anh hướng dẫn con trong năm đầu tiên làm linh mục ở nơi đây. Cha rất là yêu thương con. Bất cứ lúc nào con cần điều gì thì cha cũng luôn quan tâm. Con rất tri ân cha, bởi vì nơi cha con học được tinh thần của người mục tử dấn thân vì đoàn chiên của mình. Đó là điều quý giá nhất mà con học được ở nơi đây. Cha đã cho con những kinh nghiệm quý báu hơn tất cả mọi thứ về lòng yêu mến đối với người nghèo, đối với mọi người, phục vụ quên mình.
Con xin tri ân tất cả các ông, các quý ban ngành đoàn thể trong giáo họ Vĩnh Lộc đã luôn yêu thương và giúp đỡ con trong thời gian vừa qua. Con cũng xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em cũng đã luôn giúp đỡ con để con ở đây trong thời gian vừa qua với những điều tốt nhất mà ông bà anh chị em, nhất là ông bà anh chị em đã cho con tình thương, sự chăm sóc, quan tâm. Và cuối cùng thì con xin cảm ơn tất cả các con thiếu nhi cũng đã luôn đồng hành với cha. Mỗi lần cha nhìn thấy các con, cha nhớ lại lời Chúa Giêsu: hãy trở nên những trẻ nhỏ. Qua các con, cha học được mình luôn luôn phải trở nên nhỏ bé, đơn sơ, trong tinh thần yêu thương. Cuối cùng, con xin kính chúc quý cộng đoàn, anh chị em và tất cả các con thiếu nhi, cha quản nhiệm cũng như tất cả mọi người thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa, và chúc cho quý cộng đoàn luôn mạnh khỏe, sống đúng tin mừng trên mảnh đất truyền giáo này. Con nguyện chúc mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa Giêsu cho tất cả anh chị em và các con thiếu nhi ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa. Thiết nghĩ rằng đây cũng là một trong những thời gian vừa qua, có lẽ là những thời gian đẹp nhất mà con trong sứ vụ đầu tiên của con làm linh mục. Lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, ông bà, anh chị em, cha quản nhiệm và tất cả mọi người đã đồng hành, yêu thương và giúp đỡ con. Con xin gặp lại anh bà anh chị em một ngày nào đó. Xin cảm ơn. Kính thưa cha Giuse quản nhiệm, kính thưa quý cha, một lần nữa con xin đại diện cho cha giám tỉnh Stephen Hackett của dòng Thừa Sai Thánh Tâm thuộc tỉnh dòng Úc Châu và đại diện cho các anh em cộng đoàn dòng Thừa Sai Thánh Tâm tại Việt Nam, cảm ơn cha rất nhiều. Cảm ơn ông chánh quý hội đồng mục vụ của giáo họ, cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, cảm ơn quý ông bà và anh chị em, và đặc biệt tất cả các con thiếu nhi thân mến đã tạo điều kiện cho anh em chúng con, đặc biệt là cha Hưng ở đây trong suốt năm qua được sống và trải nghiệm được bầu khí của một nơi truyền giáo, cũng là tinh thần dòng của chúng con. Và cũng trong tinh thần truyền giáo đó thì cha Hưng được cha giám tỉnh có một bài sai mới, tới một đất nước xa xôi lắm chúng con. Và chắc chắn ở đó cha Hưng không có cơ hội gặp được nhiều những gương mặt nhỏ bé thiếu nhi như chúng con đâu. Bởi vì môi trường làm việc trong sứ vụ mới của cha Hưng đó là trong bệnh viện, cha sẽ tiếp xúc với những đối tượng rất là mới mẻ, đó là những người bệnh nhân, những người già, những người neo đơn, những người không đi lại được, bệnh tật kinh khủng lắm trong bệnh viện, để rồi tới với họ, đồng hành với họ. Và chắc chắn trong cái sứ vụ đó gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì những người bệnh nhân đó họ rất là dễ thương, nhưng mà họ không có dễ tính đâu, bởi vì họ đang bận mà đau đớn, chắc chắn sẽ gặp nhiều cái khó khăn lắm. Còn chúng con này rất là dễ thương, người cha Hưng ở đây thì quá sung sướng rồi, phải không ạ? Được quý bà và anh chị em, đặc biệt là cha chánh xứ, cha quản nhiệm yêu mến nâng đỡ, thì xin cho những cái kỷ niệm vui đó là hành trang để nâng đỡ cha Hưng trong sứ vụ mới, nơi mà cha sẽ gặp những đối tượng mới, nhưng cùng với một con tim, đó là sống yêu thương phục vụ. Và một lần nữa con xin cảm ơn cha quản nhiệm, quý ông bà anh chị em trong giáo họ đã thương đón nhận anh em chúng con, và giờ đây đã để cho anh em của chúng con ra đi. Và chắc chắn xin cha và quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, đặc biệt là cho cha Hưng trong sứ vụ mới. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Bây giờ đây xin mời mọi người chúng ta đứng nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.